Mời các bạn nghe phần tiếp của tiểu thuyết Bông Hồng Nhung của nhà văn Trần Việt. Xếp cẩn thận một tập ảnh đã được chụp lại như nguyên bản do H5 chuyển tới vào chiếc cặp ta. Phương Đông đứng dậy ngắm mình trong gương, quan sát hình người trước mặt xem có ra vẻ một nhà kinh doanh xuất nhập khẩu, loại bự, có quan hệ với nhiều hãng buôn nước ngoài đang xuất quốc cao gót của công ty Dosuki sang Hồng Kông. Anh sửa lại cổ áo, ra khỏi phòng, bước xuống lầu. Vẫn dùng chiếc Renault màu ghi sáng đã thay số ngay sau ngày bắt đốc luật, Phương Đông lái thẳng tới phòng trà một ca sĩ có cảm tình với kháng chiến. Có thể đây là một sai sót của anh. Chiếc xe màu ghi này vẫn là một đối tượng lùng kiếm của CIA sau khi thẩm vấn người nhà đốc luật. Phương Đông xuống xe, khẽ đưa mắt qua vai quan sát như thường lệ. Anh bước vào phòng trà lúc này đã đông khách. Tại đây, anh sẽ gặp người hùng không gian trong một phòng riêng đã dành sẵn. Vài phút sau, trung tá Du tới, họ niềm nở bắt tay nhau. Lâu lắm mới gặp lại Toa, có nhiều chuyện muốn hỏi Toa đây. Vừa nói, trung tá Du vừa lắc mạnh tay Phương Đông. Trước hết là câu chuyện bông huệ trắng, ý nói Liz. Phương Đông cười đáp. Dimitrium, gì mà lâu thế, bỏ lỡ mấy dịp gặp Liz rồi. À mà, như chợt nhớ, anh nhắc hắn. Cho xe vô gara rồi chứ, cẩn thận, vợ Toa mà thấy lại dày già đó. Khỏi phải lo, Moa cho vô rồi, Toa kiếm nơi này kín đáo lắm, mụ khó mà tìm. Toa làm việc ở Biên Hòa mà ít về Sài Gòn thế. Muốn về cũng đành chịu, nhiều mít xì ông quá. Du trả lời. Tình yêu không đủ sức dứt Toa ra khỏi Mission đó sao? Thế thì chưa chắc Toa đã thiệt lòng với Liz. Moa thề có bóng đèn, Liz chiếm cả phần hồn của Moa. Được Liz, Moa được tất cả. Thế mà bỏ lỡ bao cơ hội thú vị. Trung tá Du thở dài. Thiệt tiếc, bày cho Moa cách nào để có thể rủ Liz đi dạo. Moa chỉ có một ít ngày ở Sài Gòn thôi. Phương Đông trầm ngâm vẻ suy nghĩ. Một người như Toa, có nhiều tiền và địa vị lại quen Liz đã lâu, từ hồi ở Paris với bảy thọ, lẽ nào Liz có thể thờ ơ được? Phương Đông vờ như không chú ý đôi mắt mở to kinh ngạc của Trung tá Du, khi đột nhiên hắn nghe nhắc đến tên bảy thọ. Hắn hỏi, thọ nào? Bảy thọ, Toa quên rồi sao? Chuyện cậu ta lúc khác Moa nói, việc chính của Toa lúc này là chinh phục trái tim của Liz. Phải có người thân tâm sự làm môi giới giúp cho. Cậy ai được bây giờ? Không khó, Bạch Yến quen thân với Liz, Moa sẽ nói Yến giúp. Phương Đông lái sang chuyện khác. Moa muốn hỏi Toa khi nào kết thúc chiến cuộc. Đó là việc hệ trọng cho những áp phe thương mại của Moa cũng như của ông già Toa. Đoán trước được tình thế là nắm chắc lợi nhuận trong tay rồi đó. Chỉ 65 thôi, Du trả lời. Khó tin, Việt Cộng đang áp đảo. Sao lại khó tin? Ngũ giác đài và phân bộ không quân Thái Bình Dương đã tính liệu Bắc Việt chịu được bom dài đến vĩ tuyến thứ mười mấy. Đến lượt Phương Đông cố nén xúc động, anh nhận thức ngay được mưu đồ của địch mở chiến tranh phá hoại ra miền Bắc. Anh làm vẻ bình thản bảo Du. Việc chi phải tính đánh từng vĩ tuyến, đánh ồ ạt khắp các vĩ tuyến thì có thể chỉ sau một vài đợt ném bom tọa độ. Không được, Toa chỉ thạo những áp phe thương mại, không am hiểu thời cuộc chính trị, phải tính sức chịu đựng của đối phương và phản ứng của dư luận mà leo từng nấc chứ. Thế thì làm sao quyết đoán được năm 65 kết thúc? Bắc Việt không đủ sức chịu nổi khi trái bom từ Guam bay qua vĩ tuyến thứ 19. Sự kiện này sẽ xảy đến muộn lắm là năm 65. Toa phải tính chuyện giao dịch thương mại hậu chiến đi là vừa. Toa chẳng cần biết nhiều chuyện nhà binh. Hắn trở lại câu chuyện đang làm hắn băn khoăn. Liz có nói gì với Toa về bảy thọ hay không? Không, hình như Liz tránh nói về thọ. Nhưng Hoa và thọ lại có những giao dịch với nhau về tiền bạc, trong đó có một khoản có quan hệ đến Toa. Trung tá Du giật thót mình. Hắn lấy mùi xoa lau mồ hôi lấm tấm trên trán hắn.
những bí mật có quan hệ đến số phận cơ nghiệp gia đình nhà hắn, chỉ riêng Thọ và Lis biết, sao lại lọt đến người bạn thương nghiệp lanh lợi này nhỉ? Hắn lo, không chịu nổi sự lập lờ của người ngồi trước mắt, hắn hỏi dồn. Có khoản nào lại quan hệ đến Hoa thế? Phương Đông nhìn hắn nghiêm nghị. Tòa vẫn chưa thành thật với Hoa, buộc lòng Hoa phải nói. Tòa còn thiếu nợ bảy Thọ 1 triệu đồng. Mặt Trung tá Du biến sắc. Có lẽ lúc này hắn quên khuấy cả nàng Lis. Hắn gần như run lên sau bộ quần áo dân sự thẳng nếp của hắn. Phương Đông móc trong cặp, chìa cho hắn coi bức ảnh hắn chụp với bảy Thọ ở Paris và tấm bưu thiếp hắn nhờ Lis gửi cho Thọ. Trên tờ bưu thiếp rành rành chữ Trung tá Du ghi thiếu nợ 1 triệu đồng. Phương Đông thủng thẳng nói, Thọ đã lấy của Hoa 1 triệu đồng ở Paris, bây giờ Toa nợ lại Hoa. Sao bây giờ Toa mới nói? Chuyện tiền bạc. Phương Đông cười hờ hững. Thấy Toa chưa thoải mái nên Hoa chưa đòi vội. Trung tá Du thăm dò, ngoài 1 triệu này Thọ còn tiết lộ gì với Toa không? Hoa biết nhiều về Toa, nhưng trong tình bạn Hoa thông cảm hoàn cảnh của Toa và bảo vệ cho Toa. Việc lộ ra sẽ hại ngay đến cơ nghiệp của nhà Toa đấy. Toa biết thế nào? Trung tá Du ớn lạnh đến tận gáy, lo Phương Đông nói đúng những lũm đen trong trái tim đang đập liên hồi của hắn. Thọ hiện nay đang ở đâu? Hắn hỏi. Không trả lời, Phương Đông cho Trung tá Du xem tiếp những tấm hình Thọ chụp từ Athens, Rome, Paris gửi về. Anh vẫn nói giọng nhát gừng. Thọ không có địa chỉ nhất định. Tuần trước cậu ta dự định đi Bonn, Tây Đức. 5 triệu đồng Toa nhân danh Thọ và phái Bình Xuyên lấy chặn của một quan chức phái này, Lưu Vong, chia mỗi người 1/2. Nhưng Toa mới đưa Thọ 1.500.000. Toa biểu thua bạc ở Hồng Kông hết 3 triệu, còn ghi nợ của Thọ 1 triệu. Trung tá Du ngớ ra như một kẻ cắp bị bắt quả tang. Hắn nằn nỉ. Anh... Hắn không dùng Toa Moa nữa mà gọi anh xưng tôi. Giữ bí mật cho. Khi nào anh cần tiền anh cứ nói, tôi ghi xét cho anh ngay lập tức. Phương Đông không chủ trương ép căng quá, anh cười thân thiện. Moa chưa cần, tiền bạc là quan trọng, nhưng lòng tin giúp đỡ lẫn nhau còn quý hơn. Toa tạo tình hình chiến cuộc, mách nước cho Moa kinh doanh là tốt rồi. Trung tá Du ngó bạn thán phục. Toa... Hắn lại gọi Toa. Có gặp ba mình không? Có, nhưng biết bác lo nên Moa không nói. Trung tá Du chớp chớp mắt xúc động. Toa đừng lộ cho ai hay, Moa sẽ đền đáp Toa xứng đáng. Yên chí, không ai biết chuyện này ngoài Moa, Thọ và Lis. Toa có thể yên tâm được. Lis cũng rất kín tiếng. Nếu chinh phục được nàng thì Toa có một mối tình tuyệt diệu đấy. Chỉ tiếc không nắm được lúc nào Toa đi mission, lúc nào Toa ở lại Sài Gòn để giúp Toa thôi. Trung tá Du trầm ngâm. Hắn chưa hết choáng váng trước một sự kiện bí mật trong đời riêng bỗng dưng bị bại lộ. Trong cái cảm phục người bạn này chen lẫn một mối lo. Nhưng hắn lại tự an ủi mình, có thể tìm ở anh ta một niềm tin cậy được. Rượu ngà ngà say, hắn ngả đầu trên ghế tựa. Tiếng chân người dậm dịch ngoài hành lang linh tính báo cho Phương Đông một chuyện không bình thường. Anh ngáp dài đứng dậy đi sang phòng toilet rửa mặt. Người liên lạc bí mật của anh trong phòng trà báo một tin không lành. Một tốp cảnh sát và mật vụ, trong đó có một thằng rất quen mặt, lảng vảng quanh chiếc Renault màu ghi sáng. Chúng như chờ người chủ xe đó. Phương Đông ghé mắt qua cửa sổ, anh nhận ra một tình huống bất lợi và hiểu ngay cơ sự. Vấn đề đặt ra bây giờ là phán đoán được chính xác chúng ghi chiếc xe này từ lúc nào. Có thấy mình ra khỏi xe không? Không, anh tự trả lời. Lúc xuống xe không có một bóng khả nghi nào. Chắc chắn chúng bất ngờ nhận ra chiếc xe giống như chiếc xe đã được thông báo bí mật trong khi mình đã ở trong phòng trà. Vì lẽ đó chúng cố đợi chủ nhân. Phương Đông nghĩ một kế đối phó.
Nhưng rồi anh lại băn khoăn đặt câu hỏi. Chúng có để ý chiếc xe Fiat đen thể thao đến sau và thấy chúng tá Du không? Phương Đông lại tự trả lời. Xe Renault của mình đậu xa phòng trà hơn chục mét. Xe Fiat thể thao của Du để vô gara. Hai xe cách nhau vài chiếc khác. Mải để ý xe Renault rất có thể chúng không hay biết xe của Du. Phương Đông trở lại chỗ ngồi. Trung tá Du ngừng đầu dậy nói. Tôi sẽ báo cho anh hay lịch làm việc của tôi. Tôi phải đi trước sáng thứ sáu này. Đi bao lâu? 10 ngày. Được, mình sẽ cậy Bạch Yến là môi giới cho Toa gặp Liz. Nhưng... Phương Đông ngập ngừng, vẻ ngần ngại. Vợ Toa ghen khiếp lắm. Toa ở đâu, vợ Toa cũng lùng được. Này nhá, để thoát khỏi đôi mắt của vợ Toa trong thời gian Toa ở Sài Gòn, chúng ta tạm đổi xe cho nhau. Hẹn Toa chiều mai, 19 giờ cũng tại đây. Trung tá Du tán thành ngay tức khắc. Họ trao đổi chìa khóa xe cho nhau. Người hùng không gian còn ở lại. Phương Đông bước ra khỏi phòng trà. Anh đàng hoàng lên xe của Du, cho xe lùi ra khỏi gara. Ngoắt một vòng không xa mấy, chiếc Renault màu ghi sáng của anh như vô tình chiếu pha thẳng vào đuôi xe. Anh nhận thấy mấy tên mặc áo sọc, mắt hấp háy nghiêng ngó nhìn. Phương Đông mỉm cười cho xe phóng tới địa điểm liên lạc với H5. Chúng nó sẽ chờ người chủ chiếc Renault, và chúng sẽ tiêu nghỉu biết chừng nào khi nhận ra người chủ đó lại chính là ngài trung tá không quân nhẵn mặt ở các quán rượu, luôn luôn có trong mình giấy thông hành đặc biệt. Phương Đông cười bảo H5. Một chuyện tình lý thú đang viết đến chương chót nhưng không thể đem lại điều hữu ích nếu không có tác động của cô Bạch Yến. Người hùng không gian chỉ có thể có mặt ở Sài Gòn đến sáng thứ sáu này. Bạch Yến vận động sao cho Liz vui lòng mời hắn lại nhà riêng vào tối thứ bảy nhé. H5 ngạc nhiên. Anh vừa nói sáng thứ sáu hắn đã không còn ở Sài Gòn mà. Phương Đông cười đáp. Vì vậy mà tôi yêu cầu Yến thuyết phục Liz mời hắn ta tối thứ bảy. H5 suy nghĩ không đi sâu vào những điều bí mật của anh. Cô bỗng cất tiếng cười. Em hiểu ý anh, không phải mời để đến. Phải đấy, Phương Đông gật đầu. Chúng ta chẳng cần dẫn giải bằng ngôn ngữ, ta cần nắm được sơ đồ những mục tiêu hoạt động của chúng nó hiện đã có trong tay của trung tá Du. Quán tình yêu nổi nhạc đã khá lâu, Bạch Yến mới bước vào. Cô đến trễ gần 10 phút như đã hẹn với Smith. Cuộc gặp mặt người hùng không gian làm cô phải mất hơn nửa giờ mới dứt ra được. Trong buổi nói chuyện này, Bạch Yến bảo Du. Có lẽ chưa bao giờ ông quan tâm tới mặt đất bằng lúc này. Dạ, trung tá Du lại dở khoa tán sóc. Vì thiên đình soát số khuyết mất hai nàng tiên, cô Bạch Yến kiều diễm và nàng Liz trong trắng. Bạch Yến mỉm cười tiếp lời hắn. Và ông đã có công bắt lại được nàng tiên bông huệ trắng. Ý nói Liz, tôi đem đến cho ông một tin rất tốt lành về nàng. Vừa nói Bạch Yến vừa trao cho trung tá Du tấm thiếp thơm phức của Liz. Liz mời ông, tôi và một ca sĩ nữa, tất cả có 3 người thôi, tới dự cơm chiều tại nhà riêng của Liz tối thứ bảy này, một thời cơ rất tốt cho ông kéo nàng trở về trời. Bạch Yến cười giòn giã. Người hùng không gian run tay cầm tấm thiếp đọc. Niềm vui hoan hỉ ban đầu chuyển dần thành niềm tư lự gần như bâng khuâng, thất vọng. Hắn lúng túng trả lời sau một phút suy nghĩ. Tôi như một kẻ không bao giờ được hưởng phước lành trọn vẹn. Liz hẹn tôi đúng vào bữa tôi không còn ở mặt đất. Lúc đó tôi đã xa nàng 24 giờ về mặt thời gian và trên 1000 cây số bay về mặt không gian. Từ chối ư? Biết làm sao cho nàng hiểu? Sao Liz không hẹn ngay tối nay nhỉ? Bạch Yến làm vẻ ngạc nhiên. Trời ơi, ông đi đâu? Sao có thể lỡ một cơ hội như vậy nhỉ? Tối thứ bảy là tối của những hẹn hò, tối mong đợi của cả một tuần lễ. Biết bao cuộc tình duyên được tạo thành từ những tối thứ bảy đấy. Người ta còn bảo đó là ngày chủ nhật thật sự. Liz chọn bữa này chả là có ý tốt lành cho ông sao? Thế mà không đến được với Liz. Trung tá Du buồn rầu. Biết làm sao cho nàng hiểu bây giờ?
Hắn chạy đi cầu cứu Phương Đông. Nhà kinh doanh này vẫn chờ hắn. Thật đáng tiếc, Phương Đông bảo hắn, bỏ lỡ một cơ hội tuyệt trần. Toa không tới, Liz có thể nghi ngờ tấm lòng thành thật của Toa. Lâu nay điều ngần ngại duy nhất của nàng với Toa là ở chỗ nàng chưa thiệt tin Toa. Việc làm của Toa ở Paris có lẽ đã gây ấn tượng với nàng. Muốn thành bình khất cô ta một dịp khác, phải kiếm một cớ nào thật xác đáng. Trung tá Du thẫn thờ. Chào ôi, nếu Liz biết rằng tôi đã từ cổng ngõ của tử thần bay về với nàng, chỉ một chút nữa thôi, tôi đã cùng số phận với Thanh Vân. Vân nào? Vân lái C-47 bị Bắc Việt bắn rơi ở Ninh Bình. Anh có biết Ninh Bình không? Không, quê tôi ở đó. Trung tá Du lấy bản đồ nhỏ xíu trong túi chỉ cho Phương Đông. Hắn bùi ngùi nói tiếp. Lưới lửa của họ khá dày đặc, phi cơ bị thương, một mảnh đạn trúng lũng đuôi. Không có tài điều khiển thì nắm xương tôi để lại đất Lai Châu rồi. Còn đâu con người bằng xương bằng thịt trở về hậu cứ để cầu xin nàng nữa. Phương Đông khen hắn. Tài bay của Toa xứng với danh hiệu người hùng không gian đấy. Phen này chắc chắn Toa lại lãnh bảo quốc huân chương. Trung tá Du kêu căng. 5 lần lãnh rồi. Hắn thở dài nói tiếp. Chỉ có sự ban khen của nàng là chưa có thôi. Liz không hiểu lòng chân thành của tôi đối với nàng. Toa không cố nán được một ngày sao? Việc gì mà cấp bách đến thế? Không thể trễ một phút. Luật nhà binh, Toa không hiểu nổi đâu. Đến Toa còn có vẻ không tin Hoa. Nói gì đến Liz? Phương Đông lắc đầu trả lời. Toa trách Hoa những điều không đúng. Nào Toa đã nói nguyên cớ sự thật thế nào cho Hoa hiểu, để giúp Toa kiếm cách nói cho Liz thông cảm. Chính Toa chưa thiệt lòng với bạn. Trung tá Du làm lành van vị. Xin lỗi Toa, Hoa rất tin Toa. Không có Toa ở bên cạnh Hoa như thiếu một lời khuyên hữu ích. Hắn dở lại tấm bản đồ, rút chiếc bút chì trong túi hắn ra. Tôi đang lãnh một nhiệm vụ đặc biệt, anh hiểu cho tôi không còn cách nào vắng mặt cả. Đầu bút chì trong tay hắn lướt từ phía sân bay Đồng Hới, Nam khu 4 cũ, ngược lên vùng giáp giới Vân Nam, ngoặt xuống phía Sepol, đường số 9 Nam Lào và Thanh Hóa. Biệt kích thả xuống những điểm này. Tôi điều hành các phi vụ đặc biệt và trực tiếp chỉ huy việc tiếp tế đều kỳ cho lũ chúng. Tôi nói hết với anh, chỉ có thời điểm là không nói được, vì chính tôi cũng chỉ được báo trước vài phút thôi. Tôi hoàn toàn tin anh, tiếc rằng không thể nói như vậy với Liz. Anh hãy bày cho tôi cách nào. Phương Đông trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói với hắn. Toa cứ yên chí mà đi, Mission. Moa rất thông cảm với hoàn cảnh của Toa. Moa sẽ cậy Bạch Yến kiếm cớ khác nói dùm Toa với Liz. Moa tin là Liz sẽ nghe Yến và hẹn Toa một ngày Toa trở về. Trung tá Du cảm động. Anh với tôi cùng giúp nhau, anh hãy coi tấm hình đặc biệt này. Hắn lại móc túi rút ra một bức ảnh. Toa coi ai đây? Hắn lại dùng Toa. Phương Đông ngắm nghía hình một người đàn ông chụp trên một chiến hạm, lắc đầu. Moa không biết. Ngài Bộ trưởng Quốc phòng McNamara đấy. Hình này chụp khi ngài tới chủ tọa một cuộc họp đặc biệt trên hạm đội 7, một sự kiện lịch sử chắc chắn sắp xảy ra trên bàn cờ chiến cuộc. Nó sẽ khuấy ngầu vịnh Bắc Bộ cho mà coi. Tin anh, tôi nói trước để mà tính những áp phe thương mại. Phương Đông tạm biệt hắn. Anh có thể báo cho H5 điện về Trung ương, báo cáo những mưu đồ của địch và những mục tiêu đã được xác định. Mỹ mở chiến tranh phá hoại chẳng phải là điều bất ngờ với chúng ta. Chỉ còn vấn đề thời gian. Miền Bắc sẵn sàng giáng trả. Smith đã chờ Bạch Yến quá 10 phút. Thoáng thấy bóng Yến, hắn mừng rỡ chạy lại đón. Tôi xin lỗi tới trễ làm ông phải ngóng đợi. Bạch Yến giơ tay cho hắn bắt, khẽ nghiêng đầu nói với hắn. Hôm nay ngày mừng sinh nhật tôi. Thưa ông Smith, rất tiếc không thể mời ông tới cùng các bạn tôi dùng cơm trưa. Trời ơi, thiệt có lỗi với cô Bạch Yến kiều diễm. Smith kêu lên. Tôi đã không hay biết một ngày vui trọng đại đó, nó cũng thiêng liêng như ngày Chúa cứu thế Giáng sinh.
Chúa đã chọn ngày lành ban cho loài người bông hoa tuyệt sắc. Cho phép tôi được kiếm một chút gì mừng cô nhé. Thôi, ông Smith, bây giờ đã muộn, ông không thể kiếm hoa mừng tôi đâu. Hay hơn hết là ông hãy uống rượu với tôi và cho phép tôi được chỉ huy ông. Bạch Yến ngoẹo đầu duyên dáng, cười giòn giã. Được người đẹp chỉ huy là một diễm phúc, tôi vui lòng làm kẻ hầu cận của cô chủ. Thế thì trước hết, ông hãy nâng ly đi. Ông phải uống thiệt say, đó là lệnh số một của cô chủ nghe. Bạch Yến cười ngặt kẽo. Smith chạm cốc. Ông uống ly nhỏ thế ư? Nghe đồn ông uống rượu không có đối thủ kia mà. Hay là ông sợ say? Smith vâng lời, ngửa cổ uống liền hai ly rượu whisky. Bạch Yến nói vẻ làm nghiêm. Ông Smith, chúng ta làm đúng những điều đã giao ước chứ? Tôi vui lòng khiêu vũ với ông. Xin cảm ơn đặc ân của cô Bạch Yến kiều diễm. Vừa nói vừa móc tay vào túi, hắn lôi ra một sấp giấy bạc đã gói sẵn. Đúng 50.000 đồng đó, hợp đồng giữa cô và tôi như vậy là đã được ký kết. Hắn khà lên một tiếng, hau háu nhìn Bạch Yến. Cô gái vờ như không chú ý tới sắc mặt đỏ mọng tía lên của hắn. Cô thản nhiên cho tiền vào ví, nói vừa cho hắn đủ nghe. Tôi nhắc lại yêu cầu của tôi là phải hoàn toàn giữ bí mật về mối quan hệ giữa tôi và ông. Smith sạp đầu xuống chấp nhận. Bạch Yến lại rót một ly rượu cho mình và một cốc lớn whisky cho Smith. Chúc sức khỏe của ông. Chúc phái đẹp muôn năm. Smith đáp, giọng đã ngà ngà. Ông không hút thuốc. Tôi chờ lệnh cô chủ. Bạch Yến cười. Ông là một chiến binh rất tôn trọng quân lệnh. Cho phép ông cứ nửa giờ được hút một điếu cho tới khi có lệnh mới. Smith vội bóc hộp thuốc lá và chiếc bật lửa trong túi hắn. Bạch Yến nhận ra chiếc bật lửa này. Cô rất vui mừng và cũng tự rút ra một điếu. Smith định bật chiếc bật lửa. Để tôi bật lấy lửa và châm lửa cho ông. Có như vậy mới kiểm soát được ông chấp hành lệnh của tôi không chứ? Nào, ta bắt đầu điếu thứ nhất. Bây giờ là 9 giờ 30 phút. Đèn nhấp nháy báo hiệu sắp nổi nhạc. Bạch Yến đứng dậy với dáng điệu tự nhiên. Cô cho chiếc bật lửa và hộp thuốc vào sắc, rồi đưa cánh tay cho Smith khoác vào phòng khiêu vũ. Cháo chiếc bật lửa có chất nổ và túi quần Smith lúc nào thuận tiện và an toàn nhất nhỉ? Hắn nằm tính toán xoay quanh câu hỏi này. Cách hay nhất là làm cho Smith lầm chiếc bật lửa chứa chất nổ đó là của mình và tự tay đút vào túi. Cô dự định sẽ thực hiện việc đó trước khi Smith ra về. Mải nghĩ, Bạch Yến không nghe rõ Smith đang tán tỉnh những gì. Hơi rượu phà từ miệng hắn vào mặt khiến cô cảm thấy lợm giọng. Trái tim cô gái mách cô, phía đằng sau mình có một đôi mắt vừa hiền lành, vừa nghiêm khắc đang theo dõi hai người từng bước. TK1 cũng có mặt trong quán tình yêu. Anh nhảy với một vũ nữ người mảnh rẻ, có mái tóc nhuộm màu nâu xòa xuống ngang vai. Anh nhảy chưa giỏi, chân suýt chồng lên chân cô ta. Anh đưa cô vào sát cặp Bạch Yến Speed và anh đã bắt gặp đôi mắt kín đáo của người yêu. Hình như một đám mây đen thoáng bay dưới cặp mắt Bạch Yến, sáng như hai vầng sao sáng. Thấy chưa anh, chúng ta vẫn gần nhau trong cái xã hội xa lạ này. Và trước thử thách ác liệt của một trận đánh thầm lặng, vẫn chỉ có em và anh biết nhau. TK1 như đọc được lời nói đó qua cái thoáng nhìn của đôi mắt. Anh bỗng dưng ân hận, trách mình đã gây cho H5 lo lắng. Cô vũ nữ ngước nhìn anh. Anh mê cô gái đẹp đang nhảy với ngài cố vấn hay sao? TK1 cười đáp. Ông cố vấn nhảy như người sắp ngã ấy. Ông ta say. Cô vũ nữ đưa mắt qua vai TK1 ngó Smith. Dứt tiếng nhạc, Smith đưa Bạch Yến trở lại bàn cũ. Mấy sĩ quan Mỹ, bạn của hắn xả tới làm quen cô gái đẹp. Smith cười giới thiệu. Vị chỉ huy của tôi đấy, tôi vừa là vệ sĩ, vừa là tù binh của tiểu thơ Bạch Yến. Tôi cũng mong được làm tù binh như ông Smith. Một thiếu tá lục quân Mỹ nói. Thế thì cho phép mấy ông nâng ly chúc sức khỏe của bà chủ các tù binh. Bạch Yến cười bảo chúng. Smith gọi rượu.
cả bọn đua nhau chạm cốc với Bạch Yến, không khí ồn ào. Nửa người Bạch Yến và nửa người Smith khuất sau chiếc bàn. Cái túi quần của hắn rộng hoác, chỉ cách Bạch Yến không đầy một gang tay. Lúc nãy hắn đã rút chiếc bật lửa từ túi quần bên này, một cơ hội rất thuận lợi làm Bạch Yến bỏ qua một sự tính toán cần thiết. Cô ngồi nghiêng người chạm cốc với Smith, sát hẳn vào vai hắn, tay trái cho chiếc bật lửa chứa chất nổ vào túi hắn. Việc xảy ra kín đáo và nhanh nhẹn, nhưng không lọt qua đôi mắt theo dõi bí mật của TK1. Anh giật mình nhận ra sai lầm của Bạch Yến. Sao lại vội vàng cho bật lửa có chất nổ vào túi hắn trong lúc này? Nó giống hệt chiếc của Smith mà H5 đã bỏ vào sắc của mình. Thời gian còn dài, Smith có thể móc chiếc bật lửa có chất nổ kia, đinh ninh là của hắn, và sử dụng ngay trước mặt Bạch Yến. Bao nhiêu tai họa không lường hết được sẽ ập tới. TK1 tính đến phương án cuối cùng không tránh được để cứu Bạch Yến. Nhưng hình như Bạch Yến đã nhận ra sai lầm của mình và đang tìm cách sửa chữa. Cô rút một điếu thuốc và lấy trong sắc ra chiếc bật lửa màu xanh xinh xắn của cô. Cho phép các ông hút thuốc, trừ ông Smith. Smith cãi. Cô chủ cho tôi nửa giờ hút một điếu, này đã quá hạn định. H5 ngó đồng hồ gật đầu bảo cả bọn. Các tù binh của tôi phải thực thi đúng điều lệnh như tù binh Smith. Nửa giờ nữa các ông mới được dùng điếu thuốc thứ hai và phải xin phép bà chủ. Bạch Yến đặt chiếc bật lửa sát tầm tay Smith. Rõ ràng cô không để hắn phải lục tìm trong túi nữa. Viên sĩ quan lục quân vô tình với chiếc bật lửa trước mặt Smith để châm thuốc. Smith là người cuối cùng rút ra một điếu thuốc lá. Hắn đảo mắt ngó, không thấy bật lửa. Theo thói quen, hắn sờ ngay vào túi quần. TK1 bàng hoàng, ngó chân chân vào Smith. Lấy được chiếc bật lửa đó, hắn sẽ bật trước mặt Bạch Yến, mình sẽ nổ, làm chết cả hai. Bạch Yến không còn cách nào ngăn kịp Smith. TK1 đứng dậy, bước lại gần bàn bọn Mỹ. Anh quyết định hành động vào phút chót, theo kế hoạch đã bố trí với người trong cơ sở. Cũng vừa lúc, Smith rút chiếc bật lửa trong túi quần. Bỗng những tiếng cười phá lên, một cảnh tượng ồn ào diễn ra trước mắt TK1. Nhiều người quay lại ngó sang bàn Smith. Bạch Yến úp bàn tay trắng muốt của cô lên mu bàn tay hộ pháp của Smith đang nắm chiếc bật lửa. Tôi chưa ra lệnh mới cho phép ông Smith được hút thuốc mà ông ta đã định hút rồi, phải phạt tội bất tuân thượng lệnh và tước điếu thuốc lá. Đúng đúng, bọn Mỹ cười phá lên. Phạt, phạt. Phạt một ly rượu. Bạch Yến ra lệnh. Smith không cãi, ngoan ngoãn bỏ chiếc bật lửa vào túi, nâng cốc rượu uống cạn. Phạt uống rượu thì tôi bao giờ cũng mong được phạt, thưa cô chủ kiều diễm và thông minh. Đừng phạt tôi không hút thuốc, đã quá hạn cô chủ quy định từ lâu rồi. Các ông có đồng ý cho tù binh Smith hút không? Không. Có. Chúng trả lời không giống nhau. Được, tôi cho phép hút. Bạch Yến trao cho hắn điếu thuốc đã tịch thu và vừa với chiếc bật lửa gần tên thiếu tá lục quân vừa nói. Tôi sẽ bàn lửa thiêng cho ông. Lửa thiêng? Một sĩ quan Mỹ cười hô hố nhắc lại. Lửa lấy từ Olympus đấy. Xin nữ thần ban lửa thiêng cho khắp. Bạch Yến vẫn nắm chắc chiếc bật lửa, cười bảo hắn. Cũng như ông còn đang hút giờ, sẽ tới lượt ông sau. Nào, ông Smith, tôi ban lửa cho ông. Yến bật chiếc bật lửa, không cháy. Tên thiếu tá lục quân đỡ chiếc bật lửa trong tay Bạch Yến bật thử, cũng không cháy. Smith ngà ngà say, lại vội vàng móc túi đưa chiếc bật lửa của mình. Nhưng là chiếc bật lửa của Bạch Yến. TK1 lo lắng, anh chưa tính đến tình huống bất ngờ này. Bạch Yến hất tay gạt chiếc bật lửa ra. Lấy lửa của ông ban cho ông thì còn sao gọi là lửa thiêng nữa. Sẵn điếu thuốc đang cháy dở trên môi, cô chúm miệng về phía Smith, cho hắn châm điếu thuốc của hắn vào điếu thuốc đỏ lửa của cô. Hắn hít mạnh, khoan khoái thả khói qua lỗ mũi, cho lại chiếc bật lửa vào túi. Bọn Mỹ đập tay xuống bàn cười ầm ĩ. Đó mới thiệt là lửa thiêng, xin ban đều cho tất cả. Bạch Yến vui vẻ cho mỗi tên lấy một điếu thuốc mới và chúm môi, lần lượt cho chúng nó châm lửa vào điếu thuốc đang cháy của mình.
Vừa lúc một cô chiêu đãi viên mang tới cho Bạch Yến bao thuốc lá Salem và hộp diêm. Ai đã biểu cô ta đem lại? Bạch Yến đưa mắt nhìn cô, khẽ gật đầu. Khói thuốc thơm cuồn cuộn ở một góc phòng, đèn nhấp nháy báo hiệu cuộc khiêu vũ lại sắp tiếp tục. Bạch Yến đứng lên. Tạm biệt các ông, lần sau ta lại có dịp gặp nhau. Cô cười rạng rỡ, nói bông lơn. Hỡi các tù binh, tôi giải phóng cho các người. Xin tuân lệnh. Chúng như đồng thanh la lên, cười hô hố, kéo nhau vào phòng nhảy. Smith đưa Bạch Yến ra về. Ông Smith, Bạch Yến nói, ông đưa tôi tới thụ tác hàng hải vận tải Việt Nam, người ta đang chờ tôi ở đó. Các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Bông Hồng Dung của nhà văn Trần Việt. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện lần sau. Tạm biệt các bạn. VTC Now.